Do nằm xa hệ thống thủy lợi Nam Thạch Thản nên hàng năm vào vụ hè thu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng có hàng chục hecta đất màu và đất lúa không sản xuất được do thiếu nước tưới. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng càn của huyện Hải Lăng, xã Hải Sơn đã chuyển đổi gần 15 hecta lúa thiếu nước tưới sang trồng các loại cây hoa màu có giá trị như cây nưa, rau đầu các loại. Trung bình mỗi hecta chuyển đổi cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng. Thì do cái thời tiết là khô hạn kéo dài, cho nên là một số cái diện tích sản xuất nông nghiệp của các tổ hợp tác trên địa bàn xã là bị khô nước, cho nên là không sản xuất lúa được. Thì chính vì vậy, Ủy ban nhân xã đã kịp thời chỉ đạo các tổ hợp tác đã chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các cái cây trên càn như là cây nưa, cây sắn, rồi là cây đầu, rồi là mè các loại. Thì qua cái việc mà chuyển đổi cái cây trồng trên càn á, thì cho thấy rằng là về cái kinh tế, phát triển kinh tế nó cũng cao hơn so với cái lúa. Xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Hàng năm, cả huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã chuyển đổi hàng trăm hecta đất lúa thiếu nước sản xuất, đất nhiễm mặn, đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị và phù hợp như cây dưa hấu, cây đậu xanh, cây sen, cây lạc và các loại rau màu. Riêng trong vụ hè thu 2024 này, toàn tỉnh dự kiến chuyển đổi gần 300 hecta đất lúa thiếu nước sang trồng các loại cây trồng càn có giá trị cao, tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Giá trị mang lại của các cái diện tích chuyển đổi là tăng từ 5 đến 6 lần so với trồng lúa. Giá trị mang lại đã tăng từ một hectare như vậy có lợi nhuận từ 100 đến 150 triệu đồng và đã tạo nên một nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân. Và đặc biệt trong việc chuyển đổi đã vừa mang lại hiệu quả kinh tế và đặc biệt đây cũng là một trong những cái định hướng để giúp cho trong ngành nông nghiệp xem xét các loại cây trồng để bố trí cho nó phù hợp trên cả cái diện tích đất mà nông nghiệp kém, đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang để trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang là hướng đi hiệu quả phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp, qua đó góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, tạo điều kiện cho bà con tận dụng lợi thế về đất đai trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu của từng địa phương.